Và ngay sau đây thì Hồng Quân xin được phép đọc những lá thư của các thầy cô giảng viên đã gửi những tâm tư, tình cảm của mình về cho chương trình UFM tần số 45. Và bức thư đầu tiên Hồng Quân xin được phép gửi tới quý vị khán thính giả đó chính là một những chia sẻ của Thạc sĩ Phạm Thế Vinh, trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng. Một buổi tối, tôi nhận được cuộc điện thoại từ thành phố Hồ Chí Minh của một thầy giáo quen thân đang công tác trong trường trung cấp vật giá số 2. Tôi đã trao đổi với thầy hiệu trưởng về việc xin chuyển công tác của ông đến trường. Thầy hiệu trưởng đồng ý gặp trao đổi trực tiếp với ông vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ hai. Ông nhớ có mặt đúng giờ nhé. Vừa mừng, vừa lo bởi những suy nghĩ lẫn lộn về cuộc gặp đầu tiên với thầy hiệu trưởng mà mình chưa từng gặp gỡ bao giờ. Tôi vội vàng thu xếp công việc và xin phép lãnh đạo Sở Tài chính Vật giá tỉnh Khánh Hòa để vào thành phố Hồ Chí Minh cho kịp lịch hẹn đầu tuần. Theo hướng dẫn của chị bảo vệ trực cổng trường, tôi bước chậm rãi lên hai đoạn cầu thang và đến trước cửa phòng có bảng đề chữ màu đỏ, phòng hiệu trưởng. Qua ô kính cửa sổ, tôi thấy một người tầm thước chừng gần 50 tuổi. Tôi đoán đó là thầy hiệu trưởng. Đẩy cửa vào đi, có phải là cậu Vinh ở Nha Trang vào phải không? Dạ, em chào thầy, em là Vinh. Cái bắt tay khá chặt và ấm áp của thầy hiệu trưởng làm tôi thấy bình tĩnh và tự tin hơn trong suốt cuộc nói chuyện trao đổi với thầy. Đó là buổi sáng đầu xuân năm 1988 tại trụ sở của trường, số 29 Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình, như là một định mệnh tiếp nối quãng thời gian công tác khá dài ngoài sức tưởng tượng của tôi lúc ấy với mái trường này. Quả đúng là định mệnh, hay là có duyên cũng đúng giữa trường và tôi. Bởi lẽ bằng ấy năm tôi đã trở thành một phần bé nhỏ của cái sức sống, sự trưởng thành phát triển và bền vững lớn mạnh hôm nay. Hơn 30 năm gắn bó với ngôi trường này, với lãnh đạo, đồng nghiệp, các thế hệ học sinh, sinh viên và trải qua nhiều thăng trầm của những khó khăn, thách thức cũng như những cơ hội theo dòng đổi thay của thời cuộc. Thời gian ấy đã giúp cho tôi hiểu nhiều điều, suy ngẫm về nhiều việc và cũng có cả may mắn khi được chứng kiến cả một quá trình khá dài trong sự thay đổi kỳ diệu của mái trường này. Chắc cũng không phải kể thì chúng ta cũng đã thấy sự vươn dậy vượt qua những khó khăn mà tưởng chừng như là không thể, để từ một trường bồi dưỡng nghiệp vụ trở thành một trường trung cấp, trường cao đẳng rồi trường đại học mang tầm vóc không chỉ khu vực phía Nam mà còn đối với cả nước, xét cả về quy mô và sự ảnh hưởng lan tỏa nhất định trong lĩnh vực hoạt động giáo dục đào tạo đại học và sau đại học. Đất lành chim đậu, cũng như bao quý thầy cô đồng nghiệp và các thế hệ học trò của 45 năm qua, tôi đã đến và trở thành một thành viên của mái trường UFM ngày hôm nay. Tôi rất tự hào và có quyền được hãnh diện về mái nhà thứ hai của mình. Mái trường UFM thân yêu này đã cho tôi rất nhiều và tôi thầm cảm ơn tất cả, cảm ơn những tháng ngày được đến trường, được học tập, giảng dạy, công tác, sẻ chia và đi cùng năm tháng đầy yêu thương và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mình. Ngày mai và ngày mai tiếp vẫn là những nụ cười thân quen ấy, những tình cảm chân thật và ấm áp ấy trong khuôn viên mái trường UFM với tất cả sắc màu đẹp đẽ vốn có của nó sẽ là niềm tin, là hành trang vô cùng quý giá và đầy ắp yêu thương của mỗi người theo bước thời gian mà tôi là một phần của hành trình ấy. Tự nhiên, tôi bỗng nhớ lại cái buổi sáng đầu xuân năm ấy. Có lẽ cách đây cũng đã lâu lắm rồi. Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bạn thân hỡi, ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chưa mong. Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sau nghe vẫn thương. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa, đã nghe thời gian thói đưa, nghe bâng quơ ngu ngơ một thời, tìm bước ngày xưa ướt mưa người còn đâu nữa. Ai thương ai quên ai giận hờn, buồn cánh phương dài khi ta chờ người không tới.
xa bước chân người. Bản thân hỡi ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vẫn vương. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa, đã nghe thời gian thoái đưa, nghe bâng quơ ngu ngơ một thời, tìm bước ngày xưa ướt mơ người còn đâu nữa. Ai thương ai quen ai giận hờn buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới. Cho ngày miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Kể từ ngày thành lập thì thầy Phạm Thế Vinh cũng đã đồng hành cùng với trường được 30 năm rồi, một khoảng thời gian rất là dài, và có thể nói là thầy đã chứng kiến biết bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu thay đổi, thấy được từng thế hệ sinh viên học rồi ra trường và thành đạt, đúng không anh Hồng Quân? Đúng rồi đó anh Hạnh. Và sắp tới thì thầy cũng đã nghỉ hưu rồi, nên đọc những dòng chia sẻ của thầy mà Hồng Quân cảm thấy rất là xúc động. Và đó cũng chính là động lực để bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa cho mái nhà UFM này.